các bạn nhé. Bây giờ nhé, mình sẽ chôn em mình những bạn chôn Trúc ấy. Trúc ơi, đây anh Bảo. Đi vào tắm đi con đi. Anh Bảo vào tắm. Đây anh Bảo về xong rồi Trúc chơi. Đây anh nói như này, bạn đánh tôi thì được, nhưng bạn đánh em tôi thì không được. Nói lại chưa nào? Nói lại chưa nào? Anh nói là bạn đánh tôi thì được, nhưng bạn đánh em tôi thì không được. Nói lại xem nào. Bạn đánh tôi thì được. Mình vừa chôn Trúc rồi nhá, mình làm theo ý của các bạn rồi nhá, vừa chôn Trúc rồi nhá. Chưa, bây giờ mình đi chôn bố. Bố ơi bố, con Bảo. Bố mình không có nhà nên bây giờ mình sẽ giết mình. Bây giờ mình chạy trốn. Bà ơi có ma. Ma ở đâu? Trong kia. Ở trong nhà mày cái gì? Bãi ma hả? Không. Mẹ con một cái. Con nhìn thấy tấm thảm. Con xếp 5 tầng mà con quay lại mới thấy 5 tầng. Đây anh cho thử. Anh Bảo đi nha. Anh Bảo Trúc, Trúc quay ở đằng sau. Anh sẽ làm cho tay Trúc tan chảy. Quay ra đằng sau. Này, chưa? Này. Sao? Ấy không tụt. Đây. Đây. Lại nhá. Không đâu à? Lên lêu. Mình chôn đấy nhá. Các bạn đừng bỏ like và share, chia sẻ cho mình. Hãy đăng ký và bấm chuông để cho mình có thêm động lực chôn tiếp nhá. Bây giờ người ta xem chuẩn, người ta chuẩn gì mà nhiều thế nhỉ. Mình cho em này. Oh my god. Quay cả quá trình người ta lấy ra. Ủa ông ô đây ô tô nào, ô tô đi đâu? Đúng rồi, bây giờ mình có chuyện này. Chuyện là gì? Hoạt động chủ đề sẽ là lên xe. Đây chú ấy lên xe. Chú ơi lên xe đi. Con đang quay chú. Quay chú làm gì? Kệ con. Mình vừa quay cái xe tải. Thì mình cho bạn xem tiếp. Thì mình đăng lên hack. Thì mình đăng lên YouTube. Hát cho xem. Anh nhầm, mình đang ở trên YouTube, đang ở trên YouTube mà đang làm gì nhỉ các bạn? Bà đang bảo bà đi bán lợn con ở đâu? Chú cốt lợn gần đảo. Chú cốt bà đi bán lợn con ở đâu à? Thế bà đi bán lợn con ở rừng à?
Xong rồi. Mi, cho anh quay cái này nhé. Anh bảo, ai vậy? Bạn đánh tôi thì được, nhưng bạn đánh em tôi thì không được. Mi nói lại xem nào. Nói lại xem nào. Nói lại xem nào. Không trốn được Mi rồi. Không được. Không trốn được Mi thì trốn không. Hi hi. Không dễ tin lắm. Lắm. Thật. Trời ơi, tắm à. Thật. Về tắm đi. Chưa không. Mình chờ không. Học xong rồi mình chôn nhá. Nhưng video mình đến đây là kết thúc rồi các bạn. Video mình đến đây kết thúc vì nó cũng hơi, video mình cũng hơi dài. Bye bye.